Xin chào tất cả các khán giả của kênh YouTube Post Việt Nam. Ngày hôm nay mình có thể ngồi đây chia sẻ với quý vị rất là nhiều điều về MV phim ngắn sắp tới cho ra mắt, đó chính là Gửi Cho Anh Phần 2. Thì thực sự thì trong khoảng thời gian mà mình thực hiện MV 2 này ấy, thì có rất là nhiều cái trục trặc, cái sự cố nó xảy ra, đặc biệt cái ngày phát hành của mình. Thì khi mà để cho các bạn khán giả đợi lâu thì cũng miếng mắng vuốt rất là nhiều. Các bạn rất là mong đợi, kèm theo một chút bực bội nữa. Thì đợi cái gì đó thì người ta cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà thật sự thì Thủy My và cái ekip đã rất cố gắng để có thể hoàn thành MV một cách sớm nhất để gửi đến quý vị khán giả. Bởi vì quý vị biết là cho ra một cái MV đã khó, còn đây là cả một phim ngắn luôn. Thực sự là 45 phút gọi là thời gian ngắn để mình có thể xem một cái MV ca nhạc như vậy. Khi mà thực hiện thì nó là suy nghĩ rất là nhiều cái, không biết là quý vị có thể nào mà ngồi im để xem hết 45 phút không, là điều rất là lo lắng của cả ekip và Khởi My nữa. Khi mà chọn góc quay, cảnh quay, location, tất cả mọi cái trang phục đều phải tính toán rất là kỹ lưỡng. Và ở cái phần 2 này thì dàn diễn viên phải thay đổi diện mạo toàn bộ, đều cực kỳ khó. Trong mấy tháng thôi mà bắt mọi người phải già đi. Hình như là Kevin phải làm sao chị ra dáng một vị giám đốc trẻ, thực sự đây là một cái rất là khó cho chị make up và làm tóc. Khi mà thực hiện các cảnh quay trong MV thì có rất là nhiều điều thú vị xảy ra. Nhưng mà một bí ở đây thì không còn hấp dẫn nữa đúng không ạ? Thực sự thì các mình muốn chia sẻ một chút xíu về những cái kỷ niệm vui khi mình quay MV. Không biết cái khoảng thời gian mà thức tới 2-3 giờ sáng nó có phải vui không, nhưng mà đối với ekip thì nó vui lắm. Mọi người rất là buồn ngủ, cho nên lúc đó Khởi My phải đổ cái tính hâm hâm của mình ra, kích động mọi người, tinh thần sách động, làm cho mọi người hết buồn ngủ, rồi đi qua đi lại, đi qua đi lại, nghĩ xong làm cho mọi người không cảm thấy chán nữa. Bên cạnh đó thì khi quay những cảnh tình cảm, cho mọi người biết kể ra gà lên, nhất là cảnh mà cái việc nói thủ thỉ vô tai thì biết là mình chưa có người yêu, cho nên là cái vấn đề đó khá là rộn ràng khi mà mình được thực hiện cảnh quay đó, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Thì khi mà nó nhỏ vô lỗ tai, khi mà quay xong cảnh đó là lỗ tai với mặt Khởi My đỏ bừng, nhìn trớn, nhìn thấy cưng lắm. Và cả Khởi My và cả Khởi My đều rất là mắc cỡ. Đối với Long Ca thì đây là một cái vai diễn mà ở phần 2 cũng đi khá là chăm chút. Thực sự thì anh Long trước giờ cũng không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Lòng có những cái diễn xuất rất là tự nhiên, nó hơi ngố ngố một chút xíu, vừa là một đại ca dân mộng, vừa có một chút gì ngây ngô khi mà thể hiện tình cảm của con gái bình thường. Đây là cái điều mà mình rất là muốn quý vị cảm nhận hết khi mà xem MV này. Và vui nhất là cái khâu lồng tiếng, tại vì ở đây không có diễn viên là diễn viên chuyên nghiệp để có thể lồng tiếng cả, đều là tiếng thật của các bạn hết. Thì khi mà lồng những cảnh thở hoặc là những cảnh nói thỏ thẻ giống như bị cưỡng hiếp vậy đó, mọi người rất là mắc cười. Có một câu không mà làm 4-5 lần mới làm được. Khi mà lòng tiếng thì mọi người phải rất là tập trung, người này lòng tiếng thì mình chỉ không được cười, mà đa số phải mình thấy là nhiều người này lòng, người này không cười, người kia cười, cho nên là lúc cái bạn mà bạn chịu trách nhiệm thù ăn rất là quạo, thì thu mà chửi tát vào trong mặt là thu. Nhưng mà khi mà mình ra một cái sản phẩm rồi mình thấy được cái hiệu ứng trong cái cách nghiêm túc mình làm việc thì mình cảm thấy khá là hài lòng. Và Khởi My mong rằng cái Gửi Cho Anh Phần 2 này sẽ là một món quà của Khởi My gửi đến những khán giả thân thương đã ủng hộ Khởi My rất là nhiều trong các sản phẩm trước, không chỉ gì riêng là Gửi Cho Anh Phần 1. Và trong phần 2 này Khởi My có gửi đến quý vị 3 ca khúc. Đầu tiên là ca khúc Người Yêu Cũ, sáng tác của nghệ sĩ Phan Minh Quỳnh. Ca khúc thứ hai là ca khúc Đừng Bận Tâm, một sáng tác nghệ sĩ Toàn Vũ. Và đây là ca khúc mà Khởi My được anh Toàn Vũ tặng. Ca khúc thứ ba chính là ca khúc Mãi Trong Quang của nghệ sĩ Bảo Thành. Và ca khúc này Khởi My rất là yêu thích, và Khởi My mong rằng khi mà Khởi My thể hiện ca khúc này, quý vị khán giả sẽ cảm nhận được những cái tình cảm, tâm tư. Mong rằng sau khi mà Khởi My ra cái MV Gửi Cho Anh Phần 2, quý vị sẽ ủng hộ cho Khởi My về ekip nhiều hơn nữa, để Khởi My có động lực. Biết đâu là người làm Gửi Cho Anh Phần 3, Gửi Cho Anh Phần 4, Gửi Cho Anh Truyền Kỳ thì sao? Một lần nữa Khởi My xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho Khởi My trong suốt thời gian.